Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Nó vừa sang căn nhà gỗ rồi anh em ạ, đây đây. Thế kẹo cũng cặp với này cái đã nào. Dùng để xem là bo tiếp theo sẽ thu tại đâu nhé. Đây, bo tiếp theo đây nha. Ok. À đây rồi, mày trẻ à? Mày trẻ à? Xanh mộ nhé em, anh cầm Scar sấy thì thôi rồi em ạ. Thế là đã xong, tuyệt vời. Đây anh em ơi. Ủa? Gắt vậy? Súng gì vậy? Ui, xin nữa kẹt đai rồi. Gắt quá nhỉ anh em. À, nó chơi súng gì vậy anh em? Thằng này hay. Hay lắm. Hay lắm. Hay lắm. Hay lắm nha em ơi. Hay lắm nhé bạn ơi, được. Bạn chơi như này thì ghê rồi. Bạn chơi như này thì ghê rồi nha. Ôi. Ôi, cậu lại ngu nữa này. Cậu lại ngu rồi các bạn ơi. Cậu lại ngu rồi các bạn ơi. Ok này. Mày tưởng là chơi anh mà dễ cầm SKS cả. Hay lắm em ơi, đây. Vào trong nhà và quần bóng cái đã nha anh em. Trời ơi ngon. Lên phía trên con nào anh em. Mình sẽ vứt cái bảng súng 2 đi. Đơn giản là bởi vì không còn súng nào của mình trang bị để bảng súng nữa. Nếu mà có thì nữa mình sẽ lựa bảng súng sau nha mọi người. Đây qua phía này. Vẫn chưa có một idol này. Ok đổi qua MP40 nhé anh em. Tuyệt vời. Ngon rồi nha. À thằng nào? Thằng nào vậy? Vừa nghe được tiếng chân khá là gần nha anh em. Nó ngay ngoài à? Không phải, nó chỉ loanh quanh khu này thì phải anh em ơi. Có cái đậu xanh. Thôi cứ đi mọi người ơi, kệ đi kệ đi. Lên tạm con xe lam mà chạy cái đã. Đây. Còn lại đó là 23 người chơi nữa ở trong cái ván đấu này nha anh em. Đây anh em, mình sẽ kiếm thêm mạng nha mọi người. Hello anh em. Đây. Qua phía này coi. Lên phía 120 nha anh em. Đây bây giờ là chạy qua phía 150 nhà em. Đậu xanh. Đậu đỏ, đậu đen. Ủa ngoài này. À đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Tìm mạng mà khó quá cơ anh em. Như kiểu là tìm kim đáy bể vậy. Ui ui. Như kiểu là tìm kim đáy bể vậy anh em ơi. Đậu xanh. Mà chạy qua đây. Mà chạy qua đây. Mà chạy qua đây. Đúng rồi em, mình chạy qua đây. Ok đã xong nhé, mình chạy qua đây. Tuyệt vời các bạn ơi. Thằng này có máu không nhỉ? Ui khá là nhiều máu nhá. Máu này anh em. Nó không có bông keo cơ. Rồi nha. Ngay phía dưới này có người đấy anh em ơi. Cầm Scar anh sấy cho chú đi thôi rồi nhá. Đúng rồi chạy đi em ơi. Đúng rồi chạy đi em ơi. À chạy đi em ơi. Chạy hả em ơi? Mày chạy với anh à? Ok. Mày chạy với anh à? Thằng nào ở ngay phía dưới vậy? Ủa kẹo tưởng là có người cơ mà. Thôi kệ các bạn, đây đây vứt cái băng đạn đi vào hai cái đá đó. Rút thêm bom keo nhé mọi người. Ok ổn. Đây là scope này anh em. Và tranh thủ mình sẽ lượm thêm xác cái đá. Sân này không có gì cả nên là thôi bỏ anh em ơi. Let's go. Ủa mình tưởng là lúc nãy có một cái ký hiệu ngay phía đây cơ mà. Bây giờ nó chạy mất tiêu rồi anh em ơi. Mình sẽ lên cổng trời thì coi anh em ơi. À hình như là tiếng xe nhá. Hình như là tiếng xe nha anh em ơi. Lên phía trên nào anh em ơi. Đó. Lên hẳn trên này luôn nhỉ. Ơ không biết là có xe ngon không vậy. Ui vẫn là xe lam thôi anh em ơi. Chạy xe lam thì lại chán quá rồi anh em ơi. Tùy trận thôi anh em. Trận này kiểu toàn xe lam chơi như thế này thì chịu rồi. Hello mọi người.
chạy qua mấy khu này con nào anh em ơi. Wow. Đây là phía 150 nha các bạn, đây 165 này. Ok, let's go. Qua luôn nhỉ, sắp phải ngại hả anh em. Được rồi anh em. Chưa thấy đứa nào chạy rông cả cơ. Ở ngoài kia là motor chắc à, cũng được. Đấy tạm còn motor chắc ra đi chạy xe ôm cho nó đắt khách anh em ơi. Đây, lấy motor chắc đi chạy xe ôm nhá anh em. Ok, con này chạy xe ôm này lái chà bá rồi anh em ơi. Đấy đấy, to chà bá như này thì lái đã ghê này. Đó, nó phải như vậy. Trời ơi, bật hàng rào luôn anh em thì ghê chưa. Quan trọng là kiếm người đấy. Kiếm người thì con xe này nó to này, to sang này là cắn người rất là dễ nha anh em. Uầy, thế này tôi nhớ là đây có một cái nâng giáp nữa thì phải. Ok, tính FD này, mình sẽ ăn luôn nâng giáp nha. Lên được cái giáp chống nổ để đỡ đạn phóng lựu anh em ạ. Quá ổn. Đây con nào mọi người. Bây giờ thì kẻo sẽ quay lại cái khu vực xưởng cơ khí một xíu nha anh em. Ồ, đứa nào vậy? Đây rồi, thôi xong. Thôi xong rồi bạn ơi, ui, đây à, cái đậu xanh. Thế thì ghê rồi bạn ơi, à, nhây mò cả. Đậu xanh nhây bo cả. Ui. Ui. Giáp chống nổ nó trâu vậy anh em. Phải gọi là giáp nó quá trâu luôn anh em ơi. Cũng mong có đã nào. Giáp nó trâu như này ai chơi hả anh em ơi. Mình sợ bạn rồi đấy nhé. Làm quả hai đứa cùng căng bo anh em ơi. Ghê thật. Ơ. Lượm thêm cái giảm thanh này anh. Ok anh em ơi. Rút thêm máu này. Tuyệt vời. Hai đứa cùng canh bo luôn. Thế thì ghê rồi. Mà đợt kia nó mặc cái giáp chống nổ này. Nó chạy. Ghê thật anh em ơi. Mình xe nó phải gọi là không thấm luôn cơ. Ok. Không sao cả. Bo này đang nhẹ mà anh em. Từ từ mà chạy vào thôi. Không phải vội nhá. Thế là mọi người. Anh em thì gắt chưa ạ? Chạy xe ôm nhưng chưa kịp chở ai cả thì đã cứu được mạng thứ 5 rồi. Đấy cơ mọi người. Uầy, anh cán khách à. Cán rồi sao mà có tiền. Anh thích như vậy em ơi. Đấy, đâu em. Dùng con xe này chở người nhưng mà không được chở đâu. Chỉ thì cán khách thôi anh em ạ. Anh em thấy ghê chưa ạ, đấy cơ. Trên này nào, chúng ta sẽ cùng đi kiếm mạng nha các bạn ơi. Hôm nay sĩ xe ôm sẽ xem là cán thêm mấy đứa nữa để kiếm thêm mạng anh em ơi. À đây, ui dồi ôi. Hai đứa đang solo súng với nhau cả. Chạy nhanh. Chạy nhanh solo với nhau cả. Không thèm chạy cả. Ôi. Không thèm chạy cả. Trời ơi, solo với nhau cả. Solo với nhau mà hăng đến mức đấy luôn. Solo với nhau hăng đến mức đấy luôn này. Hăng vậy luôn. Solo với nhau mà hăng vậy luôn cả. Thế thì bye bye nhá. Ra đi cho em ơi, buồn cho em ơi đây. Lượm thêm mà hai cái bom keo anh em ạ. Ok. Bây giờ lại có 6 bom keo rồi nha. Trên nhà kia có người đã thì phải nhưng mà thôi kệ đi. Đây. Tiếp tục quay trở lại con xe ôm và chúng ta sẽ đi chở khách thôi anh em. À đâu, đi cán khách thôi anh em ơi. Úi giời ơi đây. À, thứ hai à. Xuống đây em ơi. Mình có một cổ liệu này. Anh tự đại không em? Xuống đây đi bạn ơi. Ui dồi ôi, chết vì liệu nữa thì. Chết vì liệu thì buồn cho em. Hòm sát này không có mìn này. Bây giờ mà chết vì mìn mới cay các bạn ơi, từ. Ui. Thấy chưa anh em, thấy chưa? Bọn này gáy mìn ghê lắm. Làm quả mình chưa chạm vào mìn đã bị mìn nổ rồi, mình biết ngay mà anh em. Hòm sát của nó coi, không có mìn này. Ok. Thế thì an toàn rồi anh em ơi, các bạn chúng nó gần chết chúng nó gài mình đấy. Chúng nó gần chết chúng nó gài mình, chúng nó ăn mình cơ, hay lắm, được.
Ôi nhanh mày, nhanh nhanh nhanh, bao thu này. Tôi kệ anh em ơi. Bỏ xe thôi, bỏ xe mà chạy thôi anh em ơi. Pha này là bỏ xe chạy bộ thôi anh em ơi, không làm xe ôm nữa đâu. Đây các bạn, hiện tại thì kẹo đã có được 8 mạng nhá. Bây giờ là cố gắng kiếm thêm được vài mạng nữa nha anh em. Úi dồi ôi, let's go. Mình sẽ chạy xuống phía dưới coi nào anh em. 5 người chơi nữa nha. Ok ok anh em. Ủa không có một ai. Thế cứ chạy qua phía đây con nào. Hẳn là không có ai cả anh em ơi. Bo này sẽ thu tại kho quân sự cả bo khoai vậy. Thế bây giờ thì kẹo cứ chạy vào bo dần đi là ok anh em ơi. Cứ chạy vào bo dần đi cái đã nhé anh em. Let's go. Chạy lên cái phía 15 độ rồi nha anh em. Ok ok mọi người ơi. Chúng ta sẽ phải lên kho quân sự một cái đường đồ này. Đường đồ này nhảy hơi mệt tí anh em ạ. Có ô ra kìa anh nhá, chắc là anh quên rồi mây, sorry em nha. Thật ra thì có ska bắn cũng được mà em, ngại gì đâu em. Có súng nào anh chơi súng đấy luôn nhé, anh đâu có ngại đâu em ơi. Nếu mà bỏ lỡ ra rồi thì thôi em. Ủa phía sau à? Cái đậu xanh, mày định chơi anh nhỉ? Đậu xanh định chơi anh nhỉ? Xanh mộ cho em một sấy mình ghê quá nhỉ. Ui ui, nữa hả, nữa hả, nữa hả? Thế thì ghê rồi, thế thì ghê rồi, thế thì ghê rồi. Cầm máu nè các bạn ơi. Nó chơi thế thì ghê rồi. Mình hết liệu rồi anh em ơi. Mình hết liệu rồi cơ. Mình hết liệu rồi cơ anh em ơi. Ok nhé. Mình hết liệu rồi cơ anh em ơi. Ui đứng gai mình này. À bọn này hay. Gai mình như này thì gắt quá rồi anh em ạ. Được. Bữa nay là chơi game gặp toàn cao thủ gai mình thôi anh em ơi. Thế này thì kẻ cũng sợ đấy cơ. Trang bị đóng ba vật súng này anh em, sấy cho nó trâu nhá. Gắt thật. Mình sợ các bạn quá rồi đấy. Ok. Bây giờ là còn lại hai đứa nữa anh em ơi. Cố gắng cứu nó hai đứa rồi là lấy top 1 luôn nha anh em. Đây bo thu phía trên nhá. Bo thu phía trên là nha anh em ơi. Oh my god. Nó thu sau phía đồi kia. Ok ok. Có lẽ là mình sẽ nên chạy xuống phía dưới trước anh em ơi cho nó an toàn nhá. Chạy xuống dưới chỗ này anh em ơi. Ok ok. Có thể là bên này sẽ có người nha. Chưa có ai cả này. Lên phía trên này có nào anh em ơi. Tôi nghĩ là phía trên này có cả nào có người nhá. Chỉ là có khả năng mà thôi anh em ơi. Ok đây 89% này, lượm thêm đồ này. Có ai đây không bệnh nhỉ? Cả đang có được 10 kill rồi anh em ơi. Ghê chưa anh em. Anh em thì ghê chưa, mỗi tội là người đâu nhỉ? Ủa? Đâu vậy anh em? Trời ơi, chỗ nó không có ở đây. Mình còn tưởng là khu này có người cơ, không có anh em ơi. Thế từ từ. Kiểu gì là chúng ta cũng sớm thấy được người nha anh em. Đây đây, ngồi tạm đây nha. Cho nó chạy vào trong bo anh em ơi. Ok ok, đây này. Mình trang bị giảm thanh cái đã anh em ơi. Đó. Lại trang bị lại giảm thanh này. Ơ nhưng mà người đâu? Người đâu vậy? Ủa? Nó chạy mất tăm mất tích đâu rồi anh em ơi. Thôi xong gắt. Gắt như này ai chơi hả anh em? Cả đang có đó là 25 mắt xem nhá. Gắt như này ai chơi hả anh em ơi. Ok ok. 38 giây nữa thì bom mới thu lại cơ anh em. Mình sẽ nhanh chóng mình trang bị nòng súng 3 nha. Rồi nha anh em ơi, ok ok, nào. Cứ chui tạm cho này cái đã này. Đó, ngồi tạm đây nha. Bọn kia cho nó chơi gắt quá nhỉ. Nhảy hơi lỗi rồi anh em ơi. Ok, 10 giây nữa bắt thu này. Còn 10 giây nữa bắt thu rồi mà chúng nó vẫn chơi gắt quá nhỉ anh em.
này kẹo sợ rồi, à đây rồi nha em. Bây giờ mình có ngu hay không nhỉ? Nó đang ngay phía trên rồi nha em ơi, một đứa ngay phía trên nhá. Chỗ kìa, có cái này này. À, mà định làm gì? Mày định làm gì? Ok, xin bộ nha em ơi. Một đứa nữa thôi là xong anh em ơi. Ủa, thật quá đâu vậy? Ui, đã bị hạ này. Trời ơi, thật quá bị hạ bị bo này, ngon. Quẩy thôi anh em ơi. Quá tuyệt vời này. Tốt 1, 11 kill này anh em ơi. Trời ơi, anh em thì ghê chưa? Quẩy nào các bạn ơi. Ăn mừng nào anh em. Ok, bàn phóng hạ ăn mừng luôn nha anh em. Đây mọi người. Như vậy là mình đã có được top 1 11 kill ở trong cái ván đấu này rồi nha anh em ơi, anh em thấy ghê chưa? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.